Xin kính chào quý vị và các bạn. Những ngày đầu tháng 4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng. Trong đó khu vực Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có nắng nóng gai gắt, có nhiều điểm nhiệt độ còn trên 40 độ. Nắng nóng đặc biệt gai gắt ảnh hưởng phần nào đến sinh hoạt thường nhật của người dân. Đêm nay và ngày mai do chịu ảnh hưởng của diền nam diện áp thấp có trục ở khoảng 26 đến 29 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây nên khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng. Riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ban trưa có thể đạt ngưỡng 37 đến 39 độ. Còn đối với khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, nhiệt độ ban trưa từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Với các tỉnh miền Trung, ngày mai suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Chỉ riêng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, trời nắng vừa phải, với nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Đi cùng với đó là độ ẩm giảm thấp vào trưa chiều, dự báo nắng nóng còn kéo dài tại miền Trung trong những ngày tới nên người dân khu vực này cần tiếp tục đề phòng khả năng xảy ra cháy rừng và hỏa hoạn có thể xảy ra. Tại Tây Nguyên ngày nắng có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 33 đến 36 độ có nơi cao hơn. Còn đối với khu vực Nam Bộ nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra diện rộng với nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ 34 đến 37 độ có nơi cao hơn. Còn về đêm nhiệt độ giảm dần, thấp nhất ở Nam Bộ từ 24 đến 27 độ, còn tại vùng cao từ 21 đến 24 độ, thời tiết chuyển dị mát hơn. Trở ra như thông tin thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông và phía Bắc của giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, phổ biến có gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Nam của giữa Biển Đông và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa có gió Đông cấp 4. Mưa chỉ xảy ra vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Nhiệt độ trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều ở dưới mức 34 độ. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, tại đây mây thay đổi, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, nhiệt độ ngày đêm trong khoảng 24 đến 36 độ.